hoạt động trên môi trường đặc thù biển đảo luôn đòi hỏi sức bền, độ dẻo dai, khả năng tiền đình tốt để chống chịu mọi điều kiện sóng gió, đặc biệt là với các cuộc diễn tập đi biển dài ngày. Đó là nội dung được Lữ đoàn Đặc công nước 5, binh chủng đặc công đặt trọng tâm trong mùa huấn luyện này, để bộ đội được huấn luyện sát thực tế, lấy thao trường, làm chiến trường và làm chủ các khoa mục huấn luyện trên biển. Buổi bình minh, khi nắng cháy hay hoàng hôn, đêm tối trên biển đều là điều kiện lý tưởng để chiến sĩ đặc công nước rèn luyện. Thực hiện nhiệm vụ độc lập dưới biển sâu, mỗi chiến đấu viên phải xây dựng cho mình bản lĩnh vững vàng và khả năng xử lý linh hoạt, quyết đoán trước mọi tình huống. Dù là sóng gió, sinh vật biển hay những nguy cơ khác, càng huấn luyện kỹ, rèn luyện nghiêm thì bộ đội càng xử lý hiệu quả, bảo đảm an toàn cao nhất trong huấn luyện. Xây dựng cho mình có cái ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên rèn luyện về cái thể lực để kịp thời đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao thì việc vận dụng các nghệ thuật tác chiến đặc công vào trong điều kiện mới, trong tình hình mới, vũ khí trang bị công nghệ hiện đại thì bộ đội đặc công cần phải vận dụng linh hoạt và sáng tạo hơn nữa cái nghệ thuật tác chiến của cha ông. Để chuẩn bị tốt cho hoạt động đi biển dài ngày, Lữ đoàn Đặc công nước 5 rất chú trọng rèn luyện thể lực. Bãi thể lực đặc chủng được trang bị đầy đủ các nội dung phù hợp với người đi biển: vòng lăn, đu quay, cầu sóng, lăn đơn, lăn đôi để bộ đội rèn luyện tiền đình chống say sóng. Phải vượt qua những giới hạn thông thường, làm chủ yêu cầu kỹ chiến thuật ngày càng cao thì mới có thể nâng cao sức mạnh chiến đấu. Từ những cái bước tập nhỏ, những cán bộ đã chỉ và hướng dẫn những cái động tác mà để rèn thể lực tốt dần dần lên, và nó sẽ dẻo dai và chịu đựng được cái sóng biển về thời gian dài. Sóng gió, muối mặn, biển khơi đã trở thành ngôi nhà thứ hai của người chiến sĩ đặc công nước. Hiểu rõ biển, làm chủ sóng gió, lường trước để chuẩn bị kỹ trước những hiểm nguy, gian khó, họ sẽ đủ tự tin để thực hiện tốt những nhiệm vụ đặc biệt.